Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Luột Máy Cưa. Hôm nay là ngày 23 tháng 10. Chúng em xin lên sóng cho anh em một lô máy cắt cỏ anh em nhé. Đấy, và hôm nay thì có những con máy thanh lý chỉ khoảng mấy trăm ngàn thôi. Cụ thể là 850 ngàn anh em nhé. Đấy, thì có những con máy thì siêu VIP cho anh em luôn. Hôm nay thì lên sóng cho anh em là 5 con máy cắt cỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình và có thể phát chuyên nghiệp được luôn anh em nhé. Toàn là những hệ có những con máy siêu to khổng lồ luôn để cho anh em cầm đi làm thuê làm mướn nhá. Trong video ngày hôm nay thì sẽ có test nổ này, có báo giá này và có nói rõ thông số kỹ thuật để cho anh em đặt hàng có thể yên tâm nhất anh em nhá. Công suất như thế nào, độ sử dụng ra sao để cho anh em phù hợp để sử dụng cho gia đình mình. Và đánh dấu ký tự lô ấy là lô chữ V. Đấy, chỉ còn V1, V2, V3, V4, V5. Tổng cộng gồm này là có 5 con thì anh em ưng con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ cho cửa hàng chúng em để chỉ cần thông báo cho em là anh muốn chốt con V mấy và cửa hàng chúng em biết và đóng hàng gửi đi cho anh em chỉ cần để lại thông tin địa chỉ và số điện thoại anh em nha. Đấy, đầu tiên là con V1 này anh em, con này nó là hàng thu cũ đổi mới của khách. Đấy, giá thì học sinh sinh viên cho anh em chỉ 850 ngàn và máy móc thì đầy đủ phụ kiện nha. Tay ga này, tay ga dây ga đầy đủ hết, tay cầm còn ngon lành, về anh em chỉ việc đổ xăng và xài thôi. Đấy, con này thì nó công suất lớn nha. Công suất lớn là đường kính chai bê tông là 36mm. Và công suất của con này là lên đến 33cc. Rất là khỏe rồi đúng không anh em? Con này thì công suất của nó thì nó ngang với lại là cái dòng Nhật bãi như kiểu là Mitsubishi TL33 đấy anh em. Đấy. Và con này thì hệ tum mà tum rời luôn anh em nha. Giá thì chỉ 850 ngàn thôi. Nhưng mà giá này ấy, thì cửa hàng chúng em thì không bao ship anh em nha. Riêng con V1 là không bao ship. Còn từ con V2 cho tới con V5 thì sẽ bao ship cho anh em. Bởi vì con này thì cửa hàng chúng em bán sang tay thì lời chỉ có 100 ngàn thôi. Đấy, và bao ship cho anh em nữa thì nói chung là hết lời cho anh cái máy này luôn. Đấy, và máy thì nói chung là cửa hàng chúng em thì dọn nổ ngon lành cho anh em hết từ A tới Á rồi anh em nha. Đấy, tay ga dây ga thì nó bị kẹt thì em đã thay mới vào cho anh em rồi. Con này thì 850 ngàn. Thì nếu mà anh em ưng con V1 thì vui lòng cọc cho em trước 100 ngàn. Bởi vì cái dòng này thì em bán thì nói thật là không có lời. Đấy, nên là đôi khi mà gửi anh em lại chốt linh tinh này, gửi đi đến nơi anh em lại không nhận nữa thì em phải chịu tiền hai đường về, đường ship đi ship về thì nói chung là lỗ cái máy. Đấy, nên là riêng con V1 nếu mà anh em nào đặt là thì cọc cho em trước 100 ngàn anh em nha. Cọc cho em trước 100 ngàn. Và con này thì em vẫn tặng cho anh em là dao với lại dây đeo đầy đủ cho anh em. Và con V1 này thì không bao ship và phải cọc cho anh em trước 100 ngàn thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Đấy. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua nha. Công tác công tiếc thì đầy đủ nhá. Con này thì về xài gia đình, xài chơi chơi là cũng ngon lành rồi. Chạy ngon lành hết nha. Ráp dao vào là cầm đổ xăng là xài thôi. Em đã căn chỉnh ngon lành cho anh em hết rồi. Ráp dao vào là xài. Đấy, thấy không? Nói chung là chỉ 850 ngàn một con máy lớn thì nói chung là quá là hạt rẻ luôn. Không chỗ nào bán như chỗ em luôn. Đấy, nếu mà anh em ưng con V1 thì có thể liên hệ cho cả chúng em nha. Rồi, qua con nếu mà đây, sau là những con máy mà siêu VIP chất lượng đây. Con này nó là dòng Fukiwa, hàng này là hàng của Việt Nam nha. Hàng của Việt Nam sản xuất nha. Giá thì chỉ cho anh em một củ 6 thôi. Con này là hàng máy mới đét luôn, hàng đập trong thùng đổ ra nha, chưa có đổ xăng xài luôn. Và hôm nay là lần đầu tiên đổ xăng vào đây để test nổ cho anh em nghe. Con này thì phù hợp cho anh em nào mà về phát cước hoặc là xài gia đình nhá. Con này công suất của nó lên đến là 33cc và đường kính chai bê tông là 36mm, cũng rất là khỏe. Hệ tum rời này, có thể tháo ra chế cháo rất là nhiều thứ được. Đấy, đầy đủ nha. Con này là thương hiệu Fukiwa FWK330 này. Công suất của nó là 0,9kW. Đấy. Mà dòng này thì nó là sản xuất tại Việt Nam anh em nhé. Dòng này nó được lắp ráp tại Bắc Ninh đấy ạ. Sản xuất tại Bắc Ninh nhá. Mà con này thì được cũng là rất chất lượng. Chỉ nói chung là những ở tiệm khác nhá, thì em cam đoan cho anh em con này không bao giờ dưới 2 triệu. Nhưng mà cả hàng chúng em thì lên sóng video thì bán cho anh em với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Đây, anh em nhớ chân trống này là chân trống sắt luôn nha, chứ không phải là
hàng rẻ mà chân chống nhựa đâu anh em nhá. Và đây này anh em nhìn không, rất nhiều chức năng này. Tu cái cùm của nó này, cái cùm bát này cực kỳ dày dặn và chất lượng nhá. Đấy, tay ga này, bộ tay ga bóp ngon lành hết luôn. Đấy, đầu bò của nó đây. Và khi anh em lấy con này ấy, thì tặng kèm đầy đủ này, dao này, bịch đồ nghề này, dây đeo này. Đấy, và chắn cỏ luôn nhá, có chắn cỏ đầy đủ cho anh em nha. Con này thì giá thì chỉ 1,6 củ thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể đặt con này về xài, thì bao cho anh em là hàng chất lượng nha. Và con này thì không bao giờ hao xăng đâu anh em ạ. Về em bao cho anh em phát chỉ khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi thôi anh em nhá. Đấy. Đây, anh em nhìn thấy mới đét không? Đây giờ này. Chưa hề có vết gì đây. Đó. Chỉ 1,6 triệu, giá này thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ, bao gồm phí vận chuyển đầy đủ anh em nhé. Con này thì không cần cọc, anh em chốt thì chỉ cần liên hệ cho cả chúng em và em sẽ để lại địa chỉ, em sẽ đóng hàng gửi đi thôi. Đấy. Chỉ có duy nhất con V1 là em phải cọc thôi. Đấy. Hàng siêu vít chất lượng. Rồi. Còn anh em thích hàng Nhật bãi thì đây, hôm nay thì em lên sóng cho anh em một con máy Mitsubishi TB23, máy móc cam kết nguyên zin 100%. Bộ chế hòa khí là bộ chế bơm xăng Wapro luôn nha, bộ chế Pro của Nhật luôn nha. Chế nguyên zin của nó luôn. Đây dòng này là dòng này. Con này thì công suất của nó là 23cc và đường kính chai bít tông của nó là 32 ly. Con này thì nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình là chủ yếu. Đấy, sử dụng gia đình nha. Tum của nó là hệ tum rời luôn này anh em. Tum là tum rời, tum nhôm luôn nha chứ không phải là tum nhựa anh em nhá. Tum rời có thể tháo ráp rất là dễ dàng, giá là 1,8 triệu. Tay ga, dây ga của nó đây, nguyên zin của nó hết nha. Đấy, thì tay ga là tay ga gạt như thế này. Còn nếu mà anh em nào về mà cảm thấy cái này nó khó xài quá thì em sẽ độ cho anh em cái tay ga bóp vào để cho anh em xài. Độ tay ga thì hoàn toàn miễn phí. Đây, cho anh em nhìn này, đầu bò là đầu bò nguyên zin của nó hết này. Đấy. Và con này thì nó thiên về nhỏ nhẹ anh em nhá. Thiên về nhỏ nhẹ, nó cân nặng con này thì chắc chỉ khoảng tầm 4 chắc khoảng 4 kg thôi anh em ạ. Đấy, anh em qua đeo thì về cắt tỉa vườn rào hoặc là về lâu lâu mới sử dụng thì xài con này thì quá là nhẹ nhàng luôn nha. Tích hợp chụp giật trợ lực luôn. Đấy, dòng này là hàng Nhật bãi nha. Nhật bãi chưa có người Việt Nam mình sử dụng và nhập trực tiếp từ bên Nhật về đấy ạ. Đấy, giá 1,8 triệu thì bao cho anh em phí vận chuyển đầy đủ anh em nhé. Giật tiết nổ cho anh em nghe qua này. Cho anh em luôn. Với giá 1,8 triệu bao gồm cho anh em phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ phụ kiện là một dao này, một dây đeo này và một đồ mở tháo buji để lâu lâu anh em có thể kiểm tra buji được nha. Đấy. Vâng, mà nếu mà anh em nào mà thích thương hiệu G2K của cửa hàng Komatsu đây anh em. Con này là máy G2K của dòng Komatsu nha. Máy mắt con này thì công suất của nó là 26cc và đường kính chai bít tông nó là 34mm, giá 1,9 triệu. Bao ship cho anh em, tặng kèm đầy đủ cho anh em là một dao, một tip mở buji, một dây đeo và chắn cỏ. Đấy, chắn cỏ. Nói chung là máy nào thì cũng tặng kèm cho anh em cái chắn cỏ nha. Đấy, con này thì công suất 26cc và đường kính chai bít tông là 34mm, thương hiệu G2K của dòng Komatsu này. Dòng Komatsu thì siêu tiết kiệm xăng và bền bỉ luôn anh em nhá. Con này thì nồi đồng cối đá lắm anh em, sử dụng thì anh em không phải lăn tăn và chê bai điểm gì luôn. Và con này thì điều duy nhất là em đã lên cho anh em cái tay ga bóp rồi, bởi vì cái tay ga zin của nó thì nó là hệ tay ga đẩy và sử dụng thì rất là khó sử dụng ở Việt Nam nhá.
Nên là thường thường ở cửa hàng chúng em thì sẽ thay cho anh em hết tay cả bóp để anh em có thể đến mua hàng thì có thể nhanh gọn luôn, đỡ thay đi thay lại nữa. Nói chung là đằng nào thì các bác thì cũng phải qua cái tay cả bóp hết. Đấy, đầu bò nguyên zin của nó hết này. Đấy, con này đây, hệ tum mà tum rời luôn nha anh em nha. Tum rời luôn. Đấy. Ốc bác nguyên zin của nó hết này anh nha. Máy móc quan trọng là cái ở phần bên trong có cái vẻ bề ngoài ấy ạ. Đôi khi thì anh em nhìn trông nó vậy thôi, anh em cứ thích cái mã nó đẹp thôi, nhưng mà đôi khi nhiều chỗ nha, bên trong thì người ta tháo bung biết tà le là người ta sửa rồi. Còn riêng cửa hàng chúng em thì cam kết chuẩn zin đét đẹp cho anh em, và bên trong thì hàng chưa đụng chạm vào gì bên trong luôn. Đấy, máy móc nổ bên trong thì cực kỳ ngon lành, đường kính chai bít tông thì bít tông sọc ngang luôn anh em nha, còn đẹp nguyên bản luôn. Con này thì giá là 1.900.000, đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển đầy đủ. Và cả con anh em đặt con này thì không cần cọc trước đâu, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Máy móc cứ đúng hàng ở trên video thì anh em nhận hàng và thanh toán thôi. Rồi, và đây là một con siêu phẩm này. Siêu phẩm anh em nha, hàng cũng là của Việt Nam sản xuất. Đấy, hàng của Việt Nam sản xuất anh em nha. Một con này thì nó kinh khủng khiếp lắm anh em. Con này thì đường kính trái bít tông lên đến 40mm và công suất của nó là 41cc nhá. Dòng này thì nó là cũng sản xuất tại Việt Nam, dòng Hukama. Đấy, sản xuất tại Việt Nam và sản xuất tại Bắc Ninh đấy anh em nha. Đấy, tích hợp chủ giật trợ lực đầy đủ này. Đó, giá thì em bao cho anh em là rẻ nhất trên thị trường, 2.200.000, bao gồm phí vận chuyển cho anh em và tặng kèm đầy đủ chắn cỏ này, dao này, dây đeo này, bộ đồ nghề của nó luôn. Đấy, hàng này nó là hàng siêu cấp VIP Pro nha. Dòng này thì nó na ná giống như cái dòng Humana 541 đấy ạ. Hiện tại trên thị trường đang bán khoảng hơn 6.5 triệu đấy ạ. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà kinh phí thấp, kinh phí hạn hẹp mà cần một cái máy để cần câu cơm, cầm đi phát thuê, phát mướn, phát khoán nha, thì con này thì đảm bảo chất lượng cho anh em luôn. Đấy, hàng này chân trống sắt luôn anh em nha. Ốc ác này, quá ngon lành nha, ốc hòa thị luôn anh em nha. Đây, lốc máy này nó đều là in dập hẳn mã số đầy đủ cho anh em nhé. Đây, tay cầm tay ga bóp của nó chuyên nghiệp lắm anh em. Con này thì con này thì không bao giờ hao xăng. Nếu mà sử dụng nha, sử dụng mà anh em phát dao thì hết khoảng 3 lít xăng, còn phát cước hết khoảng 3 lít rưỡi xăng trong vòng 1 ngày. Đấy, và con này thì em đã bán rất là nhiều trên thị trường, và người ta sử dụng, người ta phản hồi là hết tầm bằng đấy xăng trong một ngày, và người ta đã trải nghiệm rồi anh em nhé, chứ không phải là cửa hàng chúng em nói điêu. Đấy, mà giá thì anh em thử xem, chỉ 2.200.000 thì quá là hời đúng không anh em. 2.200.000 bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ phụ kiện, về anh em chỉ việc đổ xăng và là sử dụng thôi. Đấy, đầu bò của nó đây, anh em nhìn phần đầu bò này, anh em nhìn nó dày dặn và cực kỳ ngon lành nha. Đây, đó, đầu bò này là đầu bò chống cuốn cỏ đầy đoàn hoàng luôn anh em. Nó rất khít và kín ở đây. Đấy, con này thì công suất lớn, phát cước phát kiếc thì bao là cỏ gì cũng đi được luôn anh em. Những cái cỏ rất là cao, cao bằng người hoặc là cao hơn người, anh em phát dao thì phút mốt luôn. Công suất của này thì cực kỳ khỏe nha, 41cc cơ mà. Đó, chụp giật trợ lực thì giật rất là nhẹ nhàng và cứ bền cái bộ chụp giật này nữa. Ông ta cả anh em gạt xuống, em giật cho em. Bộ lọc gió là bộ lọc gió giấy luôn anh em nha, bộ lọc gió nó là bộ lọc gió hai lớp luôn. Đấy, và hệ tum của nó là tum rời này anh em. Anh em tháo phần 4 con ốc này ra. Đấy, là có thể tháo được cái phần cục máy ra luôn rồi. Giá thì chỉ 2.200.000, và em cam kết nhá, trên thị trường những con máy này thì em đảm bảo không bao giờ dưới 3 triệu cho anh em luôn. Đấy, và dòng này nó là dòng của Việt Nam hàng sản xuất. Giá thì cả chúng em đang bán là 2.200.000, bao gồm đầy đủ phí vận chuyển và tặng kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện.
và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng đầy đủ chất lượng anh em nha. Rồi và vừa rồi em đã giật test nổ giới thiệu 5 con máy cắt cỏ, thì anh em ưng con nào thì chỉ cần báo cho em cái mã mà em đã ghi ở trên mặt cây máy. Vâng, xin chào toàn thể anh em và hẹn anh em những video tiếp theo.